Mới đây, đoàn giám sát chuyên đề của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và giả. Ông Trương Nhật Quang, trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân, làm trưởng đoàn giám sát. Tại buổi làm việc, Đại tá Trương Công Số, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và giả trên địa bàn từ tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Kết quả, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phát hiện, bắt giữ và xử lý đấu tranh thành công 6 chuyên án, bắt 18 đối tượng. Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng biên phòng xử lý 55 vụ trên 44 đối tượng, tăng vật hơn 4.800 gram ma túy các loại, 18.150 đô la Mỹ, hơn 1.419 kg pháo nổ, 58.810 bao thuốc lá, 25 thùng bia, ước tính trị giá tăng vật khoảng 2,2 tỷ đồng. Về công tác xử lý hình sự, tổng số 29 vụ, 38 đối tượng, trong đó khởi tố vụ án hình sự 12 vụ, 13 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự 17 vụ, 25 đối tượng. Công tác xử lý hành chính tổng số 16 vụ, 16 đối tượng, tổng số tiền 404 triệu 500 ngàn đồng. Số tiền bán thanh lý hàng tịch thu trên 7,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu trong kỳ trên 2,2 tỷ đồng. Trong buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, như khó khăn và phương án trong công tác chống buôn lậu, công tác phối hợp với cơ sở chính quyền địa phương bảo vệ biên giới, phòng chống buôn lậu. Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giải trình các nội dung do đoàn đặt ra, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung thêm nhiệm vụ quyền hạn điều tra của Bộ đội Biên phòng đối với các tội danh quy định tại điều 190, tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, điều 191 Tội tăng trữ, vận chuyển hàng cấm, bộ luật hình sự.